Mến chào tất cả quý cô chú và anh chị đang xem kênh Nhà Xịn Bình Chánh của em Hương Uống nha. Và hôm nay em Hương được may mắn được chủ gửi đến cho Hương một ngôi nhà cấp 4 gác lửng. Quý anh chị nào mà đang tìm một ngôi nhà mà cấp 4 nè, gác lửng, đầy đủ công năng, đường xá rộng rãi, xe hơi, xe tải di chuyển đến nơi, sân đậu xe hơi, thì đừng có bỏ qua cái mẫu nhà ngày hôm nay anh chị nhé. Hướng nhà của mình là hướng Nam, pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng, vẫn có ngân hàng hỗ trợ cho quý anh chị mình vay đến 1 tỷ mấy lận. Thì giá của ngôi nhà mình thì chỉ có là 2 tỷ 280 thôi, cần được thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ luôn. Đây là cái mặt dựng của ngôi nhà đây anh chị. Mặt dựng của nhà của mình là cái kiểu mái hộp ha, nhìn rất là dễ thương luôn anh chị, rất là đẹp luôn. Ở lớp cửa bảo vệ thì sẽ là lớp cửa bằng sắt nè, bốn cánh ha, sơn tĩnh điện, vô cùng là chắc chắn và dày dặn luôn. Gia đình mình mà có nhu cầu xe hơi thì cái sân này đậu xe hơi thoải mái rồi. Nhà mình thì nằm trong cái khu dân cư nè, ở rất là đông đúc và vui luôn anh chị. Đây là mẫu nhà mới hoàn toàn 100% ha, pháp lý minh bạch rõ ràng để gửi đến cho quý anh chị. Nhà mình thì được tọa lạc là gần ngay khu nghiệp Cầu Tràm anh chị nha. Thì trên trục đường của Đinh Đức Thiện thì quý anh chị có thể di chuyển con đường thiết mạch, đó là cái con đường quốc lộ 1A. Mình chạy vào chợ Bình Chánh đến ngay chỗ Đinh Đức Thiện nó dài, ngay khu công nghiệp Cầu Tràm là sẽ đụng gần đến nơi ngôi nhà mình rồi. Nhà mình thì ra chợ Trung Thành của mình thì đâu đó hẳn tầm khoảng vài trăm mét thôi anh chị ha. Đường xá thì rất là thích luôn. Ở đây thì mình ra lộ sát bên nè. Quý anh chị có cần thêm thông tin hay là mình muốn biết thêm cái vị trí cụ thể thì mình cứ kết bạn Zalo. Hương sẽ ghi vị trí dục qua cho quý anh chị mình xem ha. Vì trong đây là một cái khu dân cư mới nên nó chưa có số nhà, nên Hương nói ra thì chắc hẳn quý anh chị cũng sẽ không hình dung và cũng không biết được luôn. Tại vì mình ở Sài Gòn mà, đâu phải là mình dân địa phương đây đâu mà mình biết đúng không ạ? Nên có gì thì mình cứ kết bạn Zalo rồi Hương sẽ ghi vị trí qua cho quý anh chị mình xem. Coi cái vị trí này nó có thuận tiện cho mình về các trung tâm quận huyện mình đi làm hay không anh chị nhé. Và đây là khu vực không gian sân nè, sân thì rộng rãi. Một dàn bên đây thì bên đơn vị Hương làm một cái dàn tiểu cảnh cho mình, rất là đẹp ha. Mình vẫn ốp đá ốp gạch rồi, trông rất là xinh luôn anh chị. Sân thì đậu xe thoải mái, tặng luôn cho quý anh chị mình bộ bàn ghế ở đây. Đây là cái mẫu mặt dựng của mình nè. Mẫu của mình là mẫu gác lửng anh chị ha, cấp 4 gác lửng nhìn rất là dễ thương. Ngang của nó là 5m, dài vào thì tới tận là 20m. Và bước vào trong sẽ cho gia đình mình một lớp cửa thứ hai, sẽ là lớp cửa bằng sắt, bằng nhôm xuyên pha và kính cường lực ha. Lớp cửa này chỉ có hai cánh thôi. Và gia chủ sẽ tặng lại toàn bộ nội thất cơ bản bên trong cho ngôi nhà quý anh chị mình luôn, như là bộ ghế ở đây và một cái quầy bar và thêm một cái bàn ăn ở đây nữa anh chị ha. Đây là một không gian mở xuyên suốt, có một cái phòng ngủ ở dưới nữa nè. Nhà mình thì tổng cộng là 3 phòng ngủ, một phòng thờ và hai nhà vệ sinh. Một khu vực không gian mát mẻ thoáng ghê, có kiểu thiết kế rất là hiện đại anh chị. Bên tường bên đây nè thì bên Hương sẽ trang trí cho mình một cái bức tranh 3D rồi mình sơn lên 3D, cái cách 3D nữa nhìn rình rất là đẹp. Và khu vực bên đây thì sẽ làm cho mình là khu vực không gian dược hợp. Cầu thang thì mình sẽ làm hép kính vào phía trong. Ở đây thì trang trí cho mình những các hình nộm rồi, nhìn cũng rất là dễ thương anh chị ha. Và trần trên của mình thì sẽ là trần thạch cao nguyên khói, trần thì rất là cao và thoáng mát mẻ. Ở đây là khu vực không gian bếp, sẽ lắp cho quý anh chị mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương, bồn inox 304, không gian nấu nướng thì ốp lát rất là sạch sẽ luôn anh chị. Để lại bộ bàn ghế đây, bốn ghế, bàn ăn. Nếu như mà gia đình quý anh chị mình có đông thành viên thì mình có thể sắm thêm hai ghế nữa anh chị nha. Khu vực nấu nướng vẫn có cái quạt xay ở đây, mát thích ghê luôn anh chị. Căn nhà này bước vào rất là thoáng vì nó có sân trước và sân sau nữa anh chị nha. Và tiến về phía sau thì sẽ có phòng ngủ ở dưới. Rất thích hợp nè, cho ông bà lớn tuổi nè, chị em phụ nữ mình ngại bước lên cầu thang anh chị ha. Phòng này rộng lắm ha, rộng rãi lắm, để cái giường, cái tủ, cái nệm còn không gian trống rất là nhiều. Các cửa sổ mát nè, trần cao nè, hệ thống đèn ở đầy đủ rồi. Nhà mình thì sổ hồng riêng nên điện nước cũng đã vào riêng biệt và chính thức nhà nước hết rồi anh chị. Mình xài bao nhiêu thì mình bánh bấy nhiêu ha. Và ra đây thì sẽ cho quý anh chị mình là một cái sân sau. Về thì quý anh chị có thể làm khung hàng rào, mình bao bọc, mình che cao lên ha, để mình có an toàn thêm, với lại mình có thể hứng được cái mùa gió. Chứ mà quý anh chị mình làm bích bùng lại nó ngột lắm ha. Mình có thể làm những cái khung sắt á, như cái lồng chim, rồi cái mình gào lại cái mái đều lại ha. Ở đây thì quý anh chị có thể để máy giặt ở đây, có ổ cắm nè.
Nhà vệ sinh thì nằm ở đây. Cái bồn rửa mặt thì vị trí nằm ở đây nè, và dồi sen nằm đây, và ba la bô, bồn cầu đọt đầy đủ hết rồi. Tường gạch ốp lát sạch sẽ cao ráo cho quý anh chị luôn ha. Giá đúng của nó là 2 tỷ 280 triệu, còn được thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ Sảo Hồng riêng có ngân hàng hỗ trợ cho quý anh chị vay. Chỉ cần thanh toán trước cho bên đơn vị Hương tầm khoảng 50% giá trị của ngôi nhà thì quý anh chị mình có thể xách vali dọn đồ vào ở rồi. Còn bao nhiêu thì bên Hương sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay vốn. Quý anh chị ơi, xem đây rồi á, nhớ đăng ký kênh cho Hương Uống nha. Và có mọi thắc mắc thì cứ bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Hương trên số điện thoại Hương có để trên màn hình trên Zalo, thì Hương sẽ trao đổi thông tin rõ ràng và chính xác hơn cho quý anh chị mình trước khi dự định về đây. Và chúc trong quá trình làm việc Hương quay hay nói có nhiều thứ hơn bị thiếu sót và lỡ lời thì mong rằng là quý anh chị thông cảm bỏ qua cho em Hương Ú và góp một cái ý kiến bình luận chân thành. Em Hương rất là cảm ơn. Và giờ thì mình di chuyển cục Ú tiến lên khu vực không gian gác lửng để mình xem tiếp anh chị nhé. Quý anh chị thân mến, Hương đã có mặt trên khu vực không gian gác lửng của mình rồi. Khu vực này thì mình có thể làm khu vực không gian phòng thờ riêng biệt. Ở đây thì quý anh chị mình có thể nhìn xuống là mình có thể quan sát được hết mọi vật cảnh ha anh chị ha. Cái đây là cái kiến trong nè, mình nhìn ra là mình có thể quan sát được hết ở phía ngoài luôn. Rồi, trên đây thì sẽ cho gia đình mình là hai phòng ngủ. Đây là cái phòng đầu tiên. Phòng này bước vào nè, cũng rộng nè. Nhà thì phòng nào cũng có cửa sổ cả anh chị ha. Đâm ra nó rất là mát, trần thì cao nè. Cửa phòng thì cửa nhôm. Rồi, tiến tới tiếp thì sẽ là một cái phòng thứ hai. Phòng này thì cũng trang phòng đầu tiên thôi anh chị, không khác gì hết. Ngôi nhà này rất là thoáng vì căn nào cũng có cửa sổ cả, đâm ra rất là mát. Đó, phòng rộng nè, gia đình mình mà có thành viên tầm khoảng là từ 4 đến 6 người thì về ở thoải mái. Đây là khu vực không gian nhà vệ sinh. Mình nằm ở ngoài, ở phòng nào vệ sinh này rộng ha, rộng hơn phòng dưới. Nó đầy đủ hết cho quý anh chị rồi. Giờ thì quý anh chị mình di chuyển cùng Ú tiến về khu vực không gian nhà giữa nha. Hương sẽ một lần trao đổi về thông tin nè. Và nãy giờ thì em Hương Ú cũng đã quay sơ ngôi nhà cho quý anh chị mình tham khảo rồi. Giờ thì em xin trao đổi lại. Nhà mình thì với một cái diện tích của nó là ngang 5m, dày vào thì tới tận là 20m. Sân trước đậu xe hơi, sân sau hướng gió trời, hướng nhà của mình là hướng nam. Sẽ tặng full toàn bộ nội thất cơ bản bên trong ngôi nhà cho quý anh chị mình với một cái công năng là một trệt một lửng cho quý anh chị mình tới tận 3 phòng ngủ, một phòng thờ và hai nhà vệ sinh. Giá tổng của nó đúng sẽ không phát sinh thêm một đồng, 2 tỷ 280 triệu, còn được thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ Sảo là Sảo Hồng riêng, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho mình vay được 50% giá trị của ngôi nhà. Quý anh chị mình xem cái mẫu nhà này, nếu như mình ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp cho Hương với số điện thoại bên góc phải màn hình. Và em Hương hẹn quý anh chị mình là ngang chỗ ngay khu nghiệp Cầu Tràm trên trục đường Đinh Đức Thiện nói dài. Mình đi đến ngay khu nghiệp Cầu Tràm, mình liên hệ cho Hương Ú nha. Hương Ú sẽ ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế. Đường xá của mình thì rộng rãi lắm, xe hơi xe tải di chuyển đến đây, nên quý anh chị mình cứ yên tâm ha. Nếu như mình tìm một ngôi nhà nằm trong cái khu dân cư đông đúc hiện hữu, đường xe hơi xe tải rộng rãi thông thoáng mát mẻ thì đây là mẫu nhà quý anh chị mình hãy dành ít thời gian để về trải nghiệm thực tế. Và giờ thì em Hương Ú xin được phép kết thúc video tại đây. Cũng chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ưng ý và chúc quý anh chị thật là nhiều sức khỏe.